Hello, xin chào mọi người. Mấy hôm nay rảnh rỗi quá cho nên là mình mới có thời gian để mình dọn dẹp lại cái phòng của mình. Thì cái phòng này của mình sử dụng cũng một thời gian dài rồi, mà cái này mình đó là cái gác mình đóng cái sàn bằng gỗ đó, mình xài một thời gian rồi cho nên là cái sàn của mình đó là đóng bằng cái ván. Bây giờ sử dụng lâu quá nên là nó cũng bị cũ và nó bắt đầu là cái ván sùi lên là rất là xấu và bẩn. Cho nên là mình quyết định là hôm nay mình rảnh mình sẽ dán một cái lớp simili đè lên cái lớp ván này để cho nó được mới mẻ và được sạch sẽ hơn. Thì trong quá trình làm mình có quay lại cái video này để mình chia sẻ cho mọi người. Thì những ai mà có nhu cầu muốn dán simili cho sàn nhà thì cũng có thể là xem cái video này của mình và tham khảo nha. Thì bây giờ mình cho mọi người cùng xem cái sàn nhà của mình nó bị dơ nào và mình sẽ dán lại cái sàn nhà này ha. Ok, thì mọi người nhìn nè, đây là cái sàn nhà nhà mình. Sau một thời gian sử dụng á thì cái ván nó đã sùi lên và nó xấu đi rồi, nhìn rất là bẩn ha. Đó, nhìn rất là xấu và bẩn. Cái ván nó không còn đẹp như lúc ban đầu nữa. Cho nên là mình sẽ dán một cái lớp simili lên đây. Đây, đây là cái ván. Mình sẽ dán một cái lớp simili đè lên cái lớp ván này để nhìn cho nó được sạch sẽ hơn và đẹp hơn ha. Đó, đây là cái sàn nhà. Thì sau khi mình dán đè cái lớp simili lên đó thì nó sẽ đẹp hơn, mới hơn. Thì trước khi mà để dán cái simili này xuống những cái phòng cái sàn á thì mình phải làm cái việc là mình phải lau chùi cái sàn sạch sẽ đi ha, quét dọn lau chùi cái sàn sạch sẽ đi để những cái sàn á, những cái bụi cái sàn nó không có bị nằm ở phía dưới. Thì khi mà mình dán cái simili đè lên á, nó sẽ không bị cấn cái miếng simili của mình lên, thì cái sàn mình nó sẽ phẳng và đẹp hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái phòng mình trước, sau đó mình sẽ tiến hành là mình đo và mình dán cái simili xuống ha. Đây, quét dọn sạch sẽ đi, bụi bặm gì đó quét sạch sẽ hết đi rồi mình mới làm được, chứ mình không thể nào mà mình để nguyên vậy mình dán xuống. Cái sàn của mình nó có thể là nó bị cũ, bị bẩn do sơn hay là cái gì đó thì cũng ok, nhưng mà sàn với lại đất đá thì là mình phải quét sạch đi ha, mình không được để sạn đất đá nằm trên sàn thôi là khi mình dán nó sẽ bị sùi lên rất là xấu. Chịu khó trước khi mà dán thì phải quét dọn sạch sẽ đi ha. Ok, thì đây là cái miếng simili mình mua để mình dán sàn này. Thì cái miếng simili này mọi người nhìn này ha, ở trên là cái mặt bông này nó giống như là bông vậy đó, mình dán xuống á thì cái sàn mình nhìn nó giống như là mình lát bông vậy đó. Còn cái mặt này là cái mặt da, nó giống như mình da để mình dán xuống dưới. Thì cái này mình có thể là mình chỉ chạy lên không thôi, mình khỏi cần dán được. Còn nếu mình muốn chắc chắn và cố định thì mình sẽ dán chặt xuống luôn. Mình dài lên không thì cũng được nhưng mà nó sẽ hay bị xê dịch đi, nó bị kéo tới kéo lui nó rất là xấu, và lâu ngày á thì nó sẽ trùn lên, mình đi tới luôn nó bị trùn lên, đồng thời là đất cát bụi bặm sẽ chui vào những cái chỗ đó, nó rất là xấu và bẩn. Còn mình dán cố định xuống thì nó nhìn nó đẹp hơn, giống như mình lát bông vậy đó, và vệ sinh nó cũng được dễ dàng sạch sẽ hơn. Thì cái simili này nó có hai loại, mình mua ở đây là một loại là có năm mươi mấy ngàn thôi, còn một loại tám mấy ngàn. Thì mình cái loại mà năm mấy ngàn thì nó mỏng, còn cái loại tám mấy ngàn thì nó dày. Thì mình mua cái loại này là 84 ngàn, 84 ngàn một mét. Khổ của nó là 2 mét, khổ của nó bề ngang là 2 mét ha, còn dài là có thể tính tới thôi. Thì cái này là 84 ngàn một mét, loại dày. Và mình đã sử dụng nó làm cho mình một cái bọc keo này,
Cái keo này gọi là keo sữa. Cái keo này gọi là keo sữa ha. Keo sữa nó, keo này nó cũng giống như cái keo để pha vô sơn, nước sơn nhà vậy đó. Cái keo này mình dùng để mình chét xuống cái phòng, cái sàn này, và mình sẽ dán cái lớp này lên ha. Thì cái simili này là của nó là một cái cuộn tròn lớn giống như cuộn vải hoặc là cuộn tôn gì đó, xong nó cứ kéo dài ra nó cắt cho mình. Thì cái phòng này của mình chỉ có 3 nhân cho 4, mình sẽ mua khoảng cỡ 8 mét, hơn 8 mét để mình trải đều hết cái phòng này ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo và mình sẽ cắt cái simili này để mình dán xuống ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ trải cái này ra, mình trải cái này ra để mình đo và mình cắt. Thì khi mà dán cái này á, thì mọi người để ý là mình mua dư ra một chút xíu để mình về mình dán cho thoải mái. Và mình dán thì mình hay dán là uốn cong lên từ dưới sàn, uốn cong lên trên tường vậy nè, cho nó cong lên trên tường như thế này đó, để cho nó cong lên chút xíu, khoảng cỡ một tấc thôi, 10 phân đó, 10 phân hoặc 5 phân được, nhưng mà mình nghĩ là nên để 10 phân đi, nó cao lên khoảng cỡ vậy nè, nó giống như có cái chỉ trên tường ấy, để nó có cái độ tròn, nó có độ tròn thì khi mà phòng mình mà có bụi bặm á, mình quét nó dễ, nó có cái đường tròn đó, mình quét nó dễ, nó không bị chui vô cái khe tường này, lâu ngày nó không bị chui vô khe tường này, nó không bị bẩn, mình vệ sinh nó rất là dễ ha. Thì mình mua dư ra chút xíu để mình cho nó uốn lên tường luôn, uốn lên tường khoảng 10 phân. Thì giờ mình sẽ đo cái này, mình sẽ mở ra mình đo, mở ra mình đo. Này mình sẽ đo là khổ cái phòng này của mình là 4 mét. Làm cái này, mình làm cái này thì mình nên có cái bút ha, để mình đo mình vặt cho nó dễ. Tiếp
thế này. Cái này lại là cái này của mình là mình mua vừa đủ rồi, mình muốn đo mình cắt xem là nó có dư không để mình phòng ngừa chỗ nào thiếu mình đắp vô. Thì mình sẽ gấp đôi lại thôi. Gấp đôi này là thì sau khi mà mình đã đo được cái chiều dài của cái phòng rồi, mình sẽ đo cái miếng simili này và mình sẽ kẻ một cái đường ở đây để lát mình cắt cho nó dễ. Thì mọi người nhớ lật lại cái mặt da này để cho nó khỏi bị xấu ha. Đó, mình kẻ một cái đường như vậy đi, kẻ một cái đường như thế này, lấy bút mình kẻ một cái đường như này đó, kẻ đậm lên cho nó nhìn. Đó. Kẻ đường như này. Đó. Thì mình sẽ có một cái đường như thế này. Có cái đường thẳng này. Thì sau khi mà kẻ xong á, mình sẽ lấy một con dao. Mình sẽ lấy một con dao như thế này. Có thể lấy con dao nào cũng được hết á. Rồi mình lấy cái thước, cái mình sắp á, để xuống như này. Sau đó mình gặt, mình gặt thì mình cắt cái đường này nha. Hoặc là mình có thể lấy kéo, nhưng mà mình vẫn thường dùng dao thì nó dễ hơn là dùng kéo. Đó, mình gặt như thế này, để đứt thôi. Mình gặt như này. Chưa đứt á, mình gạch mặt mặt vài lần mà nó đứt ra ha. Đó là da. Mình cứ gạch nó đứt ha. Dao thì nó hơi bị lực cho nên là gạt nó hơi có đứt đấy. Xé ra hết rồi. Không được lấy nè, không được lấy nè.
Ok, thì sau khi mà mình đã đo rồi mình cắt ra được cái miếng simili á ra thành cái khổ như thế này rồi, vừa vậy rồi á, mình sẽ trải đều ra. Mình sẽ trải đều ra cái chỗ mà mình muốn dán ha. Sau bắt đầu á, khi mà mình trải á, mọi người nhớ gấp cái này lên, gấp cái này lên tường như này này. Đó, cho nó nằm lên tường như này. Để mình dán chặt xuống như này á, thì sau khi mà mình dán chặt như này rồi, mai mốt mà cái phòng của mình mà có bị bụi bặm hay gì á, mình quét á, nó có cái chỗ này này, thì nó vệ sinh nó dễ dàng, nó sạch hơn, nó không có bị chui vô cái góc tường ha. Mọi người nhớ gấp lên này nè, gấp lên khoảng có 1 tấc á, 10 phân thôi. Thì mình gấp sẵn rồi mình để vào góc về rồi. Bây giờ mình chỉ có lật cái này ra và mình giải keo đây đó, thì mọi người có thể là kẻ cái đường của mình vậy nè, đó, kẻ cái đường mực của mình xong rồi gấp lại để vô đúng vậy đó. Giờ mình chỉ việc là mình giải keo đây thôi, mình giải keo mình dán thôi ha. Mọi người nhớ là vệ sinh sạch sẽ cái sàn mình trước khi mình đổ keo ha. Ok, đây là vật keo này, giờ mình sẽ cắt ra rồi mình giải keo xuống mình dán thôi. Đây, đây. Thường thường thì cái phòng mà nhỏ như vậy thì dán bọc keo có vậy là được rồi, bọc keo một cỡ một bọc vậy là được rồi. Mình sẽ cắt cái bọc keo này, mình cắt nhỏ nhỏ thôi được rồi, mình xào hết mình cột lại cho nó dễ. Đấy, cắt nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi mình sẽ dùng một cái miếng nhựa như thế này nè, nhựa này mua ở mấy cái chỗ mà đồ vật liệu xây dựng ấy, nhiều lắm, người ta hay dùng để người ta chét bột trên tường này, chét mắt tiếp hoặc là chét những cái ron gạch đó. Đó, mua miếng này nè, hoặc là có thể dùng bất cứ miếng nào cũng được hết, nhưng mà mình thấy sử dụng miếng này rất là ok và dễ dùng nên mình sẽ dùng miếng này. Rồi, mình sẽ giải keo ra ha, mình sẽ mua keo ra đây nè, mua keo ra như này thì mình sẽ lấy từng ít thôi, đừng có lấy nhiều quá thôi là mình sẽ không có làm kịp đâu. Mình lấy từng ít thôi nha. Đó, lấy từng ít vậy nè. Đó, xong bắt đầu mình sẽ dùng cái này chép đây. Đó, mình chép đây vậy nè. Chép đây. Chép cho đều đây ha. Chỗ này, chép cho đều đây. Chét từ cái sát cái tường á, cái chỗ cái sàn sát cái tường á, mình chét kỹ vô, chét kỹ vô ha, chét kỹ để lát mình dán cho nó chắc. Mình lấy hết keo cho nó gọn gàng, mình để một keo gọn vậy, keo gọn đây đây. Chắc đều ra nha mọi người, đừng có để nó một chỗ lát mà dán nó bị phồng lên đó. Chắc đều đều đó, một keo này chắc rất nhiều đó, mình chắc đều ra vậy thôi. Mấy bác chuyên nghiệp là hay dùng cái bàn xoa để tô tường á, chét cái này cũng ok lắm. Mình thì không chuyên nghiệp, mình lâu lâu mình làm lần thôi, lâu nhà hư thì phải làm thôi, nên là cái gì mà chét được là mình sẽ dùng, mình chét dùng bất cứ cái gì cũng được hết, nói chung là cho mình dễ làm cũng được là được, chét bằng tay cũng được, nhưng mà bằng tay thì nó hơi lâu quá, nó dính, dùng cái này nó ok thôi. Đó, đầu tiên là mình chét một cái mảng mỏng này thôi, một góc này thôi, tí mình chét tiếp. Giờ mình sẽ dán đây nè, đó, đẩy đây đây, đây, rồi kịp xuống rồi. Thì mọi người nhớ là mình in xuống thì mình phải
xoay cho nó đều thôi, lát nó sẽ bị phồng lên ha, phồng lên rất là xấu. Ịn xuống, ịn đều xuống. Đó. Cái này thì lát nữa mình sẽ dán sau, mình dán cái sàn trước á. Đó, ok rồi đó. Đó, dán vậy là ok rồi. Sát vậy là ok rồi. Đó. Đơn giản vậy thôi. Đó. Và cứ như thế, lần lượt mình sẽ chét đều hết. Mình sẽ chét đều hết mọi chỗ ha, chét đều hết mọi chỗ rồi mình cứ thế mình chạy ra thôi là xong. Ok. Giờ mình sẽ tiếp tục làm những chỗ còn lại ha. Ok, thì sau khi mà mình đã dán được một cái góc cố định như vậy rồi á, mình sẽ quật cái này lên, sẽ quật cái CV lên thành quật như vậy. Bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình chét ở dưới này. Chét rồi mình sẽ chét hết cái chét hết rồi mình giải hết cái phòng ra hết cái phòng ha. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục mình làm này. Rồi. Chét tiếp này. Mình cứ làm từ từ thôi, mình cứ đổ từ từ ra làm chét ha. Đừng có đổ nhiều quá, mình chét không có kịp đâu. Keo này mình cứ bóp từng ít ra, mình chạy từ từ thôi. Nhiều quá, chét không có hết. Đó. Chét từ từ vậy thôi. Mình chét là xét. Nếu mà có tường á là mình sẽ làm từ tường ra, mình làm từ trong góc tường ra chứ mình đừng làm từ ngoài vô nha, mình làm từ tường ra nó dễ làm hơn. Đừng bao giờ mà làm từ ở ngoài vô trong tường, lúc nào cũng phải làm từ ở tường ra. Như vậy thì nó dễ làm mà mình căng nó cũng dễ nữa, nó có cái tường nó làm cái chuẩn cho mình á, mình làm nó dễ làm hơn chứ đừng bao giờ mà làm từ ở ngoài vô tường nha. Từ ngoài vô tường mà lát nó thiếu quá, nó cái phòng lung tung lên nó ghê lắm. Cái này mọi người hoàn toàn tự làm được hết, chả cần phải gọi thợ làm gì cho nó mất công tốn tiền nữa, cứ mua này về tự làm chả bao nhiêu tiền hết. Dán cái phòng này cho cao lắm là 1 triệu bạc, mình tự làm được hết. Còn nếu mà mọi người mà gọi thợ về nữa là mọi người phải mất nhất là cả 1 triệu bạc tiền công nữa đó, 2 triệu đó. Nên là thôi mình tự làm luôn, 1 triệu là vừa phẩm được. Ok rồi, tạm thời chắc một ít vậy thôi. Rồi mình lại để đây rồi mình rải tiếp cái này ra. Đó, giải này ra thôi. Rải tiếp này ra ha. Mọi người nhớ là lúc mà mình rải mình phải xoa này nó đều ra nha. Xoa đều ra, thôi lát nó bị phồng lên ghê lắm. Xoa nó đều ra. Chỗ này hơi phồng. Mình có thể mình dùng cái khăn á, dùng một cái khăn để mình xoa. Mình sẽ đem lấy cái khăn. Mình sẽ dùng cái khăn như này nè. Sau đó mình đẩy ra cho phồng đau tay. Mà đều nữa. Còn thời lâu xà luôn. Đại vậy thôi. Đại, cứ từ từ vậy thôi, là mình sẽ dán hết cái phòng này thôi. Đơn giản mà. Cái phòng này của mình nó không được vuông lắm cho nên là mình dán rồi dần dần cái đường này sẽ bị ngắn lại. Nếu cái phòng mà chuẩn á thì mình dán nó đều hơn, được đẹp hơn. Cái phòng mình không có vuông mấy. Phải chịu thôi. Ok, đến chỗ này mình quấn lên. Ép keo mà mình lại quấn lên. Quấn lên mình chét tiếp. Ok, thì sau khi mà đã chét keo và lần lượt dán hết thì mình đã dán hết được cái phòng rồi nè. Đó, phòng giờ mình đã dán hết rồi. Đó, mọi người thấy không?
dán hết rồi ha, rất là đẹp rồi đó nè, dán hết rồi. Thì bây giờ cái việc còn lại á, là mình sẽ dán lại những cái góc như thế này thôi nè, đó, những cái góc như thế này nè, nó mình chưa có cắt góc và mình chưa có dán mép lại đó. Mọi thứ giờ là nói chung là tương đối ok rồi đó. Cái phòng mình đã dán xong hết rồi nè đó. Không, dán hết rồi nè, ok, còn lành hết rồi. Đó, thì còn những cái góc như này nè, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cắt góc và mình sẽ dán lại những cái góc này cho nó được gọn gàng và đẹp hơn nha. Đây nè, đó, những cái góc như này là những cái mép ở trên mình chưa có dán. Thì bây giờ nó đã định hình được hết như này rồi, mình sẽ dán nó rất là nhanh thôi. Đó, góc cửa nè, cửa mình đã cắt góc hết rồi. Đó, cửa mình đã cắt góc rất là gọn gàng ha. Ok hết. Đó, bây giờ mình chỉ còn cắt góc những cái chỗ này thôi. Đó, như thế này là mình đã cắt bằng hết rồi nè. Đó, còn chỗ này lát mình sửa thêm chút xíu là ok. Đó, bên này mình cắt bớt này đi là ok thôi. Rồi, ok. Hello, xin chào mọi người. Thì sau 4 tiếng đồng hồ, mình đã trải xong cái simili xuống những cái sàn nhà này. Và bây giờ mình đã dán keo xong hết rồi. Mình cắt góc hết luôn. Rồi mình chét keo ở chung quanh những cái cạnh luôn rồi. Bây giờ là mình chỉ có lau chùi, dọn dẹp là có thể sử dụng được. Thì mà qua cái video này mình muốn nói với mọi người rằng cái này rất là dễ làm. Chúng ta chỉ cần bỏ một chút xíu thời gian là chúng ta có thể làm được rồi. Mọi người đều có thể làm được hết và không cần phải thuê thợ để làm ha. Simili thì cũng giá cũng khá là mềm, chúng ta có thể mua về để chúng ta tự làm rất là đơn giản. Thì bây giờ mời mọi người cùng xem qua các thành quả của mình nha. Ok, thì bây giờ xin mời mọi người cùng xem cái thành quả của mình nè. Đó, mình đã dán xong hết rồi ha. Đó, rất là tuyệt vời. Mình cắt góc và mình đã dán lại hết rồi. Chết keo xuống mình dán lại hết rồi ha. Đó, mọi người nhìn nè, mọi thứ đều ok hết rồi. Nhìn cứ giống như là chúng ta lá gạch bông vậy ha. Đó, cái phòng lúc mới đầu rất là ghê và bây giờ đã rất là ok rồi. Tuyệt vời ha. Nè, cho mọi người xem nè. Đó, đó, mình đã trải hết rồi. Thì mọi người thấy đó, mình trải mình đã vén cái góc lên, vén cái góc lên trên tường khoảng cỡ một tấc nha. Cái phòng của mình thì khi mà xây đó, người ta xây hơi bị méo, cho nên là mình vén lên nó không được đều. Bởi mình vén lên đó, mình vén cạnh này thì cạnh kia lại bị thiếu, cho nên là mình để làm sao cho mình vén lên được rồi thôi à. Còn nếu mà nhà mọi người mà xây chuẩn rồi ấy, thì mọi người có thể là vén sẵn lên để mọi người căn cho nó đều, đẹp hơn nè. Đó, đây nè, nhìn đây nè. Đó, mình đã chét keo hết lên những cái cạnh này rồi để cho nó được kín, giống như là mình chét ron gạch bông vậy đó. Nè, đó. Đó, cho mọi người coi nè. Đó, nhà này rất là gọn gàng và sạch sẽ ha. Ok, xin chào quý vị và các bạn. Thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi cái video này. Nếu thấy video này thực sự hữu ích thì xin quý vị hãy chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút like và subscribe ở phía dưới cái video đó để ủng hộ cho kênh và nhận được những video chia sẻ mới nhất của kênh nhé. Thì xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Và xin trân trọng kính chào quý vị.